Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người tham gia giao thông đã quá quen thuộc với hình ảnh đèn tín hiệu tại các nút giao thông, điểm giao cắt giữa các tuyến giao thông. Thế nhưng thời gian vừa qua thì chúng ta thấy ở các tuyến đường, các ngã tư có tín hiệu đèn giao thông thì vẫn còn tình trạng là người tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu đèn mà cố tình vượt đèn đỏ. Đây là hành vi cần phải được ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế những vụ tai nạn có thể xảy ra. Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, thực hiện rất dễ dàng. Thế nhưng có người tham gia giao thông lại không tuân thủ. Hành vi vượt đèn đỏ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không chỉ đối với người điều khiển phương tiện, mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Ngay đèn xanh đỏ mà vượt đèn là va chạm giao thông nhiều lắm. Báo lực lượng giao thông thì báo không kịp. Ai chạy mất tiêu rồi đâu có kịp đâu để mình thông báo. Và cũng như là yêu cầu cảnh sát thường xuyên tuần tra để bớt lại va chạm giao thông đi. Bớt sức con cái là nó chạy, nó không có coi trước coi sau, nó chạy vượt đèn đỏ. Rất lão, rất là nguy hiểm. Vậy là nhờ cảnh sát coi nghiêm ngặt hơn chút nữa, những cái điều đó đừng cho xảy ra nữa. Vượt đèn đỏ không chỉ là hành vi vi phạm quy định pháp luật để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà còn là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, mà mỗi người tham gia giao thông phải hết sức lưu ý, tránh để xảy ra. Hiện nay tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông vẫn diễn ra còn khá phổ biến, tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông. Theo quy định tại cái điểm E khoảng 4 điều 6 nghị định 100 thì quy định mức xử phạt tiền đối với hành vi là không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra thì theo quy định tại điểm B khoảng 10 điều 6 nghị định 100 quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm tại điểm E khoảng 4 điều 6 còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát, đồng thời là tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó thì kịp thời phát hiện cái xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hay nói cách khác là để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt không vượt đèn đỏ vì bất kỳ lý do gì, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời thể hiện ý thức tham gia giao thông một cách có văn hóa, và đừng vì nhanh một phút mà chậm cả đời.